Ngày 3 tháng 5, cô Mai Thị Yến, giáo viên cắm bản 13 năm tại trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, bị tai nạn tử vong trên đường đến trường. Chiều nay ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi tới gia đình cô giáo Yến. Trong thư, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô giáo Mai Thị Yến và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô. Mong gia đình và các đồng nghiệp của cô sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống và công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn dang dở của cô. Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, chính quyền đoàn thể tại địa phương quan tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống động viên hỗ trợ các đồng nghiệp của cô tại trường mầm non đường thượng yên tâm công tác, đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở các địa bàn khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các cấp các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo để đường đến trường lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan vất vả.